Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 02/2023 được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2023. Và trong nghị quyết này thì quy định mức thu phí đối với trường hợp là thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký quyền sử dụng đất cũng như là các tài sản trên đất thì đã có sự thay đổi so với trước đây. Và ngày hôm nay, cũng chính vì lý do đó thì báo Lao động đã mời đến đây luật sư Nguyễn Văn Hậu, ủy viên thường vụ chủ nhiệm cơ quan truyền thông Liên đoàn Luật sư Việt Nam để có thể trao đổi cũng như là đưa đến những cái thông tin chính xác cũng như chi tiết nhất về nghị quyết 02 để có thể đưa tới quý bạn đọc. Và cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Hậu đã nhận lời tham dự của chương trình báo Lao động ngày hôm nay ạ. Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Vâng, thưa luật sư, trước hết thì luật sư có thể giới thiệu một cách khái quát, sơ lược về nội dung của nghị quyết 02 cũng như là những cái điểm mới thay đổi của nghị quyết này so với những quy định trước đây được không? Vâng, thưa các bạn, trước đây vào ngày 7 tháng 12 năm 2017 đó, thì Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành nghị quyết số 17 của Hội đồng Nhân dân về việc ban hành cái mức thu phí thẩm định cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố. Và nghị quyết số 17 đó thì thưa các bạn chỉ áp dụng cho những cái trường hợp là giao đất và cho thuê đất cũng như là chuyển nhượng cái quyền sử dụng đất khi mà thời điểm đó theo cái hướng dẫn của cái thông tư số 250 của Bộ Tài chính ban hành vào ngày 11 tháng 11 năm 2016 lại quy định rộng hơn, bao gồm cả những cái trường hợp cấp đổi, cấp lại cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chứng nhận cái biến động của cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp. Để nhằm mục đích khắc phục những cái bất cập nói trên thì tuân theo cái hướng dẫn mới của Bộ Tài chính tại thông tư số 85 ngày 29 tháng 11 năm 2019 thì Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành cái nghị quyết số 02 ngày 18 tháng 4 năm 2023 với một cái nội dung là tăng cái mức phí thẩm định cấp sổ đỏ và mở rộng cái phạm vi đối tượng áp dụng so với nghị quyết 17 trước đây của Hội đồng Nhân dân ban hành năm 2017. Thì trong cái nghị quyết 02 đó thì chúng ta thấy rằng cũng có quy định cái mức phí cụ thể hơn đối với từng trường hợp giao đất cho thuê đất, trường hợp mà đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó, và tài sản trên đất đó, vân vân, giữa các cái quận huyện, phường xã, thị trấn cũng được quy định cái mức phí khác nhau phụ thuộc vào địa phương và quy mô diện tích. Và đồng thời nghị quyết 02 đó cũng mở rộng hơn so với nghị quyết 17 của Hội đồng Nhân dân trước đây về đối tượng sẽ được áp dụng miễn lệ phí khi làm một số các cái thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là một cái nét mới của nghị quyết 02. Dạ vâng, thưa luật sư, như luật sư vừa chia sẻ là sẽ có những cái đối tượng nhất định để được áp dụng theo cái nghị quyết 02 này, thì luật sư có thể chia sẻ cụ thể hơn là đó là những cái đối tượng nào được không ạ? Thưa các bạn, trước tiên nghị quyết 02 sẽ được áp dụng đối với trường hợp giao cho thuê đất và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Và cái đối tượng chịu sự điều chỉnh của nghị quyết 02 được quy định cụ thể tại điểm B khoản 1 điều 1, bao gồm là các cái cơ quan tổ chức, cơ sở tôn giáo, hộ gia đình cá nhân và cộng đồng dân cư sử dụng cái dịch vụ thẩm định hồ sơ và các cái điều kiện cần và đủ để đảm bảo cái việc thực hiện giao cho thuê đất và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, bao gồm là lần đầu cấp mới, cấp đổi, cấp lại cái giấy chứng nhận và biến động giấy chứng nhận đã cấp và theo quy định của pháp luật. Và cái đối tượng mà miễn thu phí được quy định tại khoản 4 điều 1 của nghị quyết 02 đó cũng quy định rất rõ, đó là bao gồm trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, rồi đồng bào dân tộc thiểu số, các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và được căn cứ theo quy định của nghị quyết quyết định số 36 mà Thủ tướng Chính phủ đã ký vào ngày 13 tháng 12 năm 2021 quy định về cái tiêu chí xác định cái huyện nghèo, xã đặc thù đặc biệt khó khăn ở những vùng bãi ngang, ven biển hoặc là hải đảo trong cái giai đoạn 2021 và 2025. Dạ vâng, thưa luật sư, vậy thì theo như nghị quyết 02 mới đây thì cái mức thu phí đối với cả các trường hợp mà cho thuê đất rồi giao đất thì sẽ được quy định cụ thể như thế nào?
Thưa các bạn, các cái mức phí đối với từng trường hợp cụ thể đó được thể hiện theo cái phụ lục của nghị quyết 02 được ban hành kèm theo cái nghị quyết này, trong đó có quy định là cái mức phí thẩm định cái cấp sổ đỏ trường hợp là người được giao hoặc là cho thuê đất được quy định khác nhau tùy theo diện tích đất được giao với hộ gia đình cá nhân hay tổ chức ở quận và huyện, cụ thể như sau. Đối với hộ gia đình và cá nhân ở quận đó, nếu mà diện tích nhỏ hơn 500 m² thì cái mức phí là 50.000 đồng một hồ sơ, và nếu diện tích từ 500 m² trở lên đó, thì cái mức phí là 500.000 đồng một hồ sơ. Và đối với hộ gia đình và cá nhân ở những cái huyện thì mức phí bằng 50% so với mức phí ở cấp quận. Nếu diện tích nhỏ hơn 500 m² thì cái mức phí là 25.000 đồng một hồ sơ, và nếu diện tích là từ 500 m² trở lên thì cái mức phí là 250.000 đồng một hồ sơ. Và đối với lại tổ chức hoặc là những cái cơ sở tôn giáo thì không phân biệt giữa quận và huyện thì cái mức phí thu thống nhất cái diện vào cái diện tích đó, nếu mà nhỏ hơn 10.000 m² thì cái mức phí là 2.000.000 đồng một hồ sơ, và nếu từ 10.000 m² đến dưới 100.000 m² thì mức phí là 3.000.000 đồng, còn nếu là từ 100.000 m² trở lên thì cái mức phí là 5.000.000 đồng cho một hồ sơ. Thì đây là một cái quy định của thành phố rất là cụ thể. Dạ vâng thưa ông, vậy thì đối với những trường hợp mà đăng ký cấp giấy quyền chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài sản trên đất thì nó sẽ thay đổi như thế nào so với các cái quy định trước đây? Thưa các bạn, trường hợp mà đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất này đó thì lại được chia nhỏ thành một số loại hình khác nhau và được quy định ở phụ lục của nghị quyết 02. Các cái loại hình này cũng sẽ được chia thành cái địa phận giữa quận huyện, phường xã thị trấn, và được tính phí dựa trên cái hình thức công việc là cái công việc theo hồ sơ hoặc là theo cái thửa đất đó. Có thể lấy một loại hình làm ví dụ như là loại hình đăng ký cấp giấy chứng nhận lần đầu đồng loạt đối với hộ gia đình cá nhân ở xã thị trấn thì cái mức phí công việc thực hiện theo cái hồ sơ là 420.000 đồng một hồ sơ đối với hồ sơ đất và 420.000 đồng một hồ sơ đối với hồ sơ là tài sản và 675.000 đồng một hồ sơ đối với hồ sơ đất và tài sản gắn liền với đất. Và mức phí công việc theo thửa đất là 65.000 đồng thửa đất đối với hồ sơ đất và 65.000 đồng thửa đất đối với hồ sơ tài sản và 105.000 đối với thửa đất bao gồm hồ sơ đất và tài sản. Và đồng thời có thể kể đến các cái loại hình như là đăng ký rồi cấp giấy chứng nhận lần đầu đồng loạt đối với hộ gia đình cá nhân ở phường thì cái mức phí cũng phụ thuộc vào cái hồ sơ hay thửa đất đó. Cụ thể như là cái mức phí của công việc thực hiện cái hồ sơ là 850.000 đồng hồ sơ đối với hồ sơ đất và 850.000 đồng với hồ sơ đối với tài sản là 1.400.000 đồng một hồ sơ đối với hồ sơ đất và tài sản gắn liền với đất. Và cái mức phí công việc thực hiện theo thửa đất là 60.000 đồng một thửa đất đối với hồ sơ đất và 60.000 đồng một thửa đất đối với hồ sơ là tài sản và 100.000 đồng đối với thửa đất là hồ sơ bao gồm hồ sơ đất và tài sản. Thì đây là cái quy định của cái nghị quyết 02 đối với những cái trường hợp này. Dạ vâng thưa luật sư, từ đây thì chúng tôi có nhận được một cái yêu cầu của bạn đọc. Bạn đọc có thể đặt câu hỏi là vậy đối với các cái loại hình mà đăng ký cấp giấy chứng nhận lần đầu đơn lẻ từng hộ gia đình cá nhân thì mức phí sẽ được tính như thế nào? Thì mà luật sư có thể chia sẻ cho bạn đọc được không ạ? Vâng, riêng đối với loại hình này đó thì cái mức phí áp dụng có cái sự phân biệt giữa quận và huyện. Cụ thể là đối với công việc thực hiện theo hồ sơ thì cái mức phí áp dụng đối với 5 huyện bao gồm là huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn và Củ Chi, Cần Giờ sẽ là 1.6 triệu đồng một hồ sơ đối với hồ sơ đất và 1.7 triệu đồng một hồ sơ đối với hồ sơ là về tài sản và 2.4 triệu đồng một hồ sơ đối với hồ sơ đất và tài sản gắn liền với đất. Trong khi đó thì chúng ta thấy là cái mức phí áp dụng đối với quận và thành phố Thủ Đức là 1.8 triệu đồng một hồ sơ đối với hồ sơ đất và 1.9 triệu đồng đối với hồ sơ về tài sản và 2.65 triệu đồng hồ sơ đối với hồ sơ là đất và tài sản gắn liền với đất. Thì chúng ta thấy rằng đối với những cái công việc thực hiện theo thuở đó thì cái mức phí được áp dụng chung cho toàn thành phố là không có sự phân biệt, cụ thể là 60.000 đồng một hồ sơ đối với thuở đất, hồ sơ đất và 30.000 đồng đối với thuở đất với hồ sơ là tài sản, thuở đất đối với hồ sơ đất và tài sản gắn liền với đất.
Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vô cùng chi tiết của luật sư Nguyễn Văn Hậu về nghị quyết 02, và chúng tôi tin rằng là những cái thông tin mà luật sư Nguyễn Văn Hậu đã vừa chia sẻ với quý bạn đọc thì sẽ giúp cho quý vị có thể nắm rõ hơn những cái quy định và những cái thay đổi trong nghị quyết 02 khi mà làm các cái thủ tục liên quan đến giấy tờ nhà đất. Và tới đây thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tư vấn pháp luật tiếp theo.